không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Manjari và Kali, cả hai đều đã mất tích. Chuyện gì đây chứ? Alo, anh sẽ tìm thấy những gì anh đang tìm kiếm trong đền thờ thần Rama trên ngọn đồi màu đỏ. Hãy đến đền thờ thần Rama sớm nhất. Nhưng mà ai đã gọi giải viết qua vi? Anh à, em không biết đó là ai. Em nghĩ đó có thể là Mansari, nhưng em không chắc. Em đã được gọi đến đền thờ thần Rama. Chị hiểu rồi. Bây giờ đi thôi. Em đang nghĩ gì vậy? Đi thôi. Không không chị à, em được yêu cầu đến đó chỉ một mình mà thôi. Nhưng anh à, ngọn đồi màu đỏ ở đâu vậy? Anh có biết nó ở đâu không? Tôi biết nó ở đâu. Viết cờ vi à, tôi sẽ đưa anh đến đó. Hãy đi với tôi. Đi nào, nhanh lên. Mẹ Manji à, có khi nào ba sẽ đến không? Ba sẽ đến sớm thôi. Kali à, mẹ đang giữ thẻ nhớ có video. Mẹ sẽ đưa cho ba xem khi ba đến. Mẹ sẽ cho ba biết tất cả mọi thứ đã xảy ra. Sau đó mẹ có thể sống hạnh phúc trong ngôi nhà đó, có phải không? Đúng rồi Kali, cả hai chúng ta sẽ có thể sống ở đó một cách hạnh phúc. Thật tuyệt. Hai người các ngươi đã làm ra một trò thật là thú vị. Ta phải thừa nhận rằng hai ngươi rất là thông minh. Ta rất là ấn tượng đó. Cả hai ngươi đều rất là thông minh. Nhưng mà hãy nhìn xem, ta đã thông minh hơn đấy. Ta đã khiến cho Vicuavi tới đây bằng một con đường dài hơn. Ta đi theo con đường ngắn hơn và đến đây nhanh hơn hắn. Hai ngươi có thấy rằng ta thông minh hơn hắn không nào? Ôi 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 ôi, cháu đang trốn sao? Tránh xa Kali ra. Tôi sẽ đưa video này cho Vicuavi xem. Ông đang dẫn tôi đi theo con đường nào vậy? Một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi. Chúng ta đến đó sớm thôi. Bà đã làm tổn thương gia đình chúng tôi rất là nhiều. Bà đã đối xử rất tệ với một đứa trẻ nhỏ như thế này. Bà đang tìm cách hủy hoại gia đình của chính mình đó. Cô nghĩ rằng những gì tôi làm là sai sao? Phải không? Cô có bao giờ cố gắng tìm hiểu rằng tại sao tôi lại làm tất cả những điều này không? Tôi đã mất con. Giờ cô biết rất rõ cảm giác mất đi đứa con đau khổ như thế nào. Nhưng mà cô không biết tôi đã mất con như thế nào. Tôi đã mất con vì Vicuavi ha. Cậu ta đã đưa thuốc cho con tôi, cho Gauri, để mà cứu nó. Và con tôi đã chết do chăm sóc y tế không đúng cách. Và bây giờ cô đang nói với tôi rằng tôi đã làm gì sai hả? Một người mẹ không trả thù cho đứa con của mình sao? Chẳng phải cô cũng đang cố gắng bảo vệ lợi ích của Kali và Gauri sao? Cô nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì bây giờ? Cô có muốn tôi quên đi những gì mà tôi đã từng trải qua không? Cô có muốn là tôi quên đi điều đó không? Cô có muốn tôi chạm vào chân cô và cầu xin tha thứ không? Tôi xin lỗi. Được rồi, cô nói đi, tôi nên làm gì đây? Có phải là tôi quên đi tất cả chuyện đã xảy ra với tôi không? Có phải tôi quên đi là con tôi đã chết như thế nào không?
cô đang muốn như vậy phải không? Để tôi chạm vào chân của cô. Giờ tôi xin lỗi cô, đủ rồi. Mẹ Maxi à, tránh ra đi. Cô vừa la tôi sao? Xin đừng làm hại Kali. Hai người đã đặt tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai người quyết định đi và nói cho tôi biết ai sẽ chết trước. Cô thấy đó, tôi sẽ không giết Gao Tri ngay bây giờ. Hãy giết tôi trước đi. Đừng giết mẹ Manji, hãy giết cháu trước đi. Xin đừng làm hại mẹ Manji, im miệng. Xin hãy tha cho Kali chị à. Được thôi, đi chết đi. Tự sát bằng cách đập đầu vào cây cột đó đi. Nếu cô không làm như vậy thì ta sẽ giết chết con bé. Mày đang nghĩ gì vậy? Im miệng đi. Đừng làm như vậy mẹ ơi. Đập đầu vào cột đi, nhanh lên. Cô đang nghĩ gì vậy? Mẹ Manji, mẹ Manji, nè lại đi nào. Manji, mẹ Manji. Mẹ Maxi, Vicky, em không thấy chuyện gì xảy ra sao? Thật là đáng tiếc. Kali đập Manjari bằng một hòn đá. Chị biết rằng mạng sống của Manjari đang gặp nguy hiểm, do đó chị đến đây bằng cách đi theo con đường ngắn hơn. Chị đang cố gắng tìm hiểu xem hai người họ đang nói chuyện gì, thì Kali đã dùng đá đập vào đầu của Manjari. Chị không thể làm gì cả, Vicky, hãy tha thứ cho chị. Chị không thể làm gì cả. Xin hãy tha thứ cho chị. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Bác sĩ à? Bác sĩ, vợ tôi. Bác sĩ, bác sĩ ít nhất hãy cho tôi biết tình trạng của vợ tôi như thế nào. Thưa ông, tình trạng cô ấy rất nguy kịch. Tôi xin lỗi, tôi không thể nói bất cứ điều gì bây giờ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Vicky à. Vicky, mọi thứ đang xảy ra là do Kali. Con bé đã đem những điều xui xẻo cho gia đình. Đầu tiên con bé cố gắng giết con gái của em. Bây giờ con bé lại cố gắng giết vợ của em. Con bé này rất là nguy hiểm đó. Ai đang gọi từ nhà vậy? Alo, chú ơi, tình trạng của Gao Tri đang xấu đi đó. Cháu không biết phải làm gì. Cháu đã gọi bác sĩ và bác sĩ đang trên đường đến. Ôi, cảnh sát đã đến rồi. Vicky, hãy nói cho họ tất cả sự thật. Hãy nhốt lá bùa bảo vệ này vào tù. Họ đến rồi kìa. Xin lỗi thưa ông. Dạ thưa sĩ quan, có chuyện gì vậy thưa ông? Ông có biết là ai chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra không? Anh không thể nào thắp một ngọn đèn mà không có lửa. Trường hợp của Gao Tri và Kali cũng vậy, họ cần phải ở bên cạnh nhau. Gao Tri và Kali đã định sẵn là ở bên cạnh nhau rồi. Sĩ quan à, tôi chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Thank you.
mẹ mang gì? Tôi chịu trách nhiệm về tình trạng của vợ tôi. Ricovi à, em đang nói gì vậy? Ba ơi, tại sao ba lại làm như vậy? Ba ơi, tại sao ba không hiểu gì hết? Con hãy im lặng đi. Ông Ziha, trong trường hợp này chúng tôi sẽ phải bắt ông. Được rồi, nếu có thể tôi muốn nói chuyện với các thành viên ở trong gia đình 2 phút. Tại sao em lại làm như vậy chứ viết qua? Kali à, con có biết tại sao ba lại nhận tội cho những gì con đã làm không? Bởi vì con là lá bùa bảo vệ của Gauri. Gauri sẽ không bao giờ được an toàn nếu như không có con. Ba phải lựa chọn giữa việc đi tù và tính mạng của Gauri gặp nguy hiểm. Ba đã chọn phương án đầu tiên. Ba muốn con gái của mình được an toàn. Kali à, bây giờ ba phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì con là lá bùa bảo vệ của con bé, con sẽ dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ con bé khỏi mọi nguy hiểm. Sự an toàn và hạnh phúc của con bé sẽ là tất cả đối với con. Trước khi chết, mình sẽ phải tiết lộ sự thật cho tất cả mọi người. Thần Rama, Kali tin tưởng ngài rất là nhiều. Con bé chính là tín đồ của ngài. Xin đừng phá vỡ lòng tin của con bé. Xin hãy cho đúng người đọc được lá thư của tôi. Mình sẽ phải gặp Vikavi ở bên ngoài. Nếu như mình gặp anh ấy ở đây, Kansani sẽ nói mình bị điên và đưa mình đến bệnh viện tâm thần. Mình sẽ phải ra ngoài. Mình nên để cái này ở đâu đây? Nè Manoi à, phòng nào được chỉ định cho bệnh nhân này vậy? Tôi không nhớ. Căn phòng không có người nên là một. Được rồi, hãy kiểm tra phòng này. Phòng này không có người, chúng ta nên để bệnh nhân ở lại đây. Được rồi. Tới đây nào, hãy gọi bác sĩ. Được thôi, đi thôi nào. Nè, bức ảnh của thần Tram đang ở đây. Chúng ta hãy để nó trong đền thờ. Đi thôi nào, đi thôi. Cầm lấy số tiền này rồi hoàn thành công việc. Sau khi làm xong, tôi sẽ trả cho cô nhiều tiền hơn.
Bây giờ mọi thứ sẽ xảy ra như mình muốn. Mansati sẽ chết và Vikwavi sẽ bị cầm tù. Mình sẽ cai trị toàn bộ ngôi nhà sau này. Mình sẽ không giết Gauri nữa. Mình sẽ khiến con bé căm hận Vikwavi. Đây sẽ là hình phạt lớn nhất đối với Vikwavi. Con gái cậu ta ở gần cậu ta, nhưng mà con bé sẽ không thể nào gần gũi với cậu ta được. Người mà cậu ta nguyện hy sinh để vào tù sẽ chỉ mang lại cho cậu ta nỗi buồn. Chỉ có nỗi buồn và khiến cậu ta đau đớn suốt quãng đời còn lại của mình. Bác sĩ đến đây, đây là bệnh nhân. Quỷ đã chết rồi. Xin cho tôi hỏi tên quỷ là gì? Mazariziha. Được rồi, gửi thi thể đi khám nghiệm tử thi và thông báo cho cảnh sát. Dạ thưa ông. Cháy, cháy. Xin lỗi cháu bé, hãy để bức ảnh này trong đền thờ. Chú sẽ đi kiểm tra phòng đã cháy. Mình đã để bức ảnh này gần giường của mẹ Mansari. Tại sao bức ảnh này lại ở đây? Mẹ Mansari, cháy, cháy rồi, cháy rồi. Mẹ Mansari. Mansari. Hiện cảnh sát đang coi vụ án này là vụ án giết người. Anh sẽ phải ngồi tù 14 năm. Tôi không thể làm gì được. Mansari. Mansari. Bác sĩ cho biết cô ấy đã chết rồi. Trước khi chúng ta gặp cô ấy, căn phòng cô ấy đã bốc cháy. Hiện cảnh sát đang coi vụ án này là một vụ án giết người. Anh sẽ phải ngồi tù 14 năm. Vikovi à, tôi xin lỗi. Vikovi, bùa bảo vệ, nó đứng sau tất cả những điều đang xảy ra. Bùa bảo vệ đó đã hủy hoại cuộc đời em. Nhưng mà lá bùa bảo vệ đó, nó rất là cần thiết cho Gauri. Anh à, hãy chắc chắn rằng Kali ở bên cạnh Gauri. Anh thấy đó, miễn con bé ở bên cạnh Gauri thì Gauri sẽ được an toàn. Chị à, bây giờ chị sẽ chịu trách nhiệm với Gauri. Chị sẽ phải chăm sóc con bé và thực hiện mọi mong muốn của con bé. Được không? Hãy giúp em đi. Em đừng lo lắng Vikwavi. Chị sẽ chăm sóc Gauri thật là tốt. Chị sẽ làm cho Kali nhận ra rằng con bé chỉ là cái bóng của Gauri, bùa bảo vệ của con bé. Dạ, con bé không có gì khác, không bao giờ. Em có một yêu cầu nữa. Được rồi. Anh à, anh sẽ không đến gặp em ở đây thêm nữa. Chỉ có thầy tu sẽ đến gặp em mỗi tháng và cho em biết những gì xảy ra ở trong nhà. Nếu như Gauri hỏi bất cứ điều gì về em thì anh à, hãy nói với con bé rằng vì lợi ích của chính con bé, em sẽ rời xa con bé trong vòng 14 năm. Và hãy nói với con bé rằng em sẽ thoát khỏi cuộc sống của nó vì hạnh phúc của nó. Mansari ơi, con đã để ngài trong phòng của mẹ Mansi để ngài có thể giúp bà ấy hồi phục. Nhưng ngài đã trở lại đền thờ. Con giận ngài, thần Rama ơi, con không muốn nói chuyện với ngài nữa.
thần Rama ơi, xin lỗi hãy tha thứ cho con. Con đã hiểu lầm và nghi ngờ ngài. Ngài đã giúp mẹ mang si. Đó là lý do tại sao mẹ có thể gửi lá thư này cho con. Bây giờ, Vicravir sẽ trở lại sau 14 năm. Không ai có thể đi gặp anh ta trong tù. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho anh ta được giảm án tù. Mình sẽ phải giữ lá thư này an toàn. Khi ba trở về, mình sẽ cho ba biết toàn bộ sự thật. Cho đến khi đó, mình sẽ phải bảo vệ Gauri. Sau khi ba trở về 14 năm sau, mình sẽ cho ba xem lá thư này và tìm kiếm công lý. Mọi người sẽ tìm ra thủ phạm thực sự là ai. Và lúc đó, sự thật chắc chắn sẽ chiến thắng.